rất nhiều cái khách hàng tìm ở trên nhà tốt rằng là bên em có căn nào mà 4 cấp 4 thôi, diện tích thì rộng mà giá rẻ thì giới thiệu review ngay cho anh chị. Trong video này Ngọc Ánh sẽ giới thiệu và review cho quý anh chị một cái căn nhà y như quý anh chị mong muốn. Với ở đây hai căn nhà diện tích 50-52 m², hướng nhà là hướng đông bắc, thiết kế và xây dựng chỉ cấp 4 thôi mọi người ạ. Và giá bán rất là hợp lý, chỉ hơn 1 tỷ có ngay cho mình một cái ngôi nhà như thế này. Với hướng nhà đông bắc, mặt tiền của ngôi nhà hơn 4 m quý vị nhé. Và thiết kế của ngôi nhà ra sao thì mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể. Đường ngõ thực tế ở trước nhà đây, ngõ trước nhà được 2 m mọi người nhé. Và cách với lại đường ô tô kia là khoảng tầm 50 m là ra tới đường ô tô. Và cách khoảng tầm 100 m là ra tới trục chính. Vị trí của hai căn nhà này thì nó thuộc Đại Thành Quốc Oai, giáp với lại khu đô thị Đô Nghĩa, giáp với địa phận Hoài Đức và giáp với địa phận quận Hà Đông. Đi lại rất là thuận tiện, phù hợp với bác nào đi làm ở Hà Đông này, đi làm ở Hoài Đức, đi làm ở Quốc Oai. Căn nhà này thì hoàn thiện gần như là xong hết rồi. Đánh vào cái phân khúc giá nhà giá rẻ mà quý vị mong muốn, diện tích rộng, lại thiết kế xây một tầng thôi ấy, cấp 4 thôi, thì căn nhà này rất là hợp lý. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Với phần tầng 1 hoàn thiện xong hết rồi. Đây là cái phần phòng khách nha mọi người. Và cái phần phòng khách này cũng rất là rộng, thoáng, cửa sổ thông thoáng, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ cho quý vị rồi. Hồ sơ điện, nước cũng đều lắp đặt xong xuôi. Với cái phần không gian phòng khách đây, diện tích 50-52 m², cho nên là thiết kế cái công năng sử dụng có một căn nhà thôi, một cái cấp 4 thôi, nhưng rất là hợp lý quý vị nhá. Đó, mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá tiếp theo. Đây là phần phòng ngủ tương đối rộng của ngôi nhà. Với cái nhà này thì thực ra Ngọc Ánh chia sẻ có sao em quay và review cho quý vị như vậy, cho nên nó phù hợp với công năng sử dụng, phù hợp với quý vị nào mà cảm thấy khi mà nhìn video cảm thấy nó phù hợp. Chứ mọi người đừng tu xích nhá, bởi vì thực ra là chê nọ chê kia thì rất nhiều, 9 người 10 ý, nhưng chủ đầu tư đã xây dựng lên như thế này là để đáp ứng cái công năng sử dụng cho từng đối tượng khách hàng. Và đối tượng khách hàng này mà chủ đầu tư nhắm tới là tầm vừa tiền mọi người ạ, vừa tiền. Với cái giá bán chỉ hơn 1 tỷ mà đặc biệt là còn có hỗ trợ vay vốn ngân hàng thì thực ra Ngọc Ánh thấy nó rất là hợp lý dành cho một đôi vợ chồng trẻ mà tầm thu nhập tài chính vừa phải. Với cái phần phòng ngủ này thì chủ nhà lắp đặt thêm cho mình một chiếc giường nữa này. Rồi ở đây thì cũng có cửa sổ thông thoáng. Trong phòng ngủ cũng được thiết kế trần thạch cao. Đó. Và gạch lát nền thì kích thước gạch 60 mọi người nhé. Nói chung là trong không gian phòng này tương đối là thoáng. Vị trí của nó từ đây mà đi ra tới trường đại học Fenica thì nó khoảng tầm 3,5 km thôi. Nói chung nhà nhà nào cũng vậy thôi. Ngọc Ánh quay review chuẩn chỉnh vị trí, đường hướng giá cho quý vị. Đó, đây là phần phòng khách này, đây là phần phòng ngủ này, và đây là phần phòng bếp. Mời quý vị theo em vào khám phá phòng bếp và phòng vệ sinh. Đây là cái phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Không gian phòng bếp nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý, tủ bếp thiết kế đầy đủ cho quý vị hết rồi. Chậu rửa, vòi rửa xong xuôi hết rồi. Nói chung là theo như hiện trạng của cái ngôi nhà này thì quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Đặc biệt Ngọc Ánh xin nhấn mạnh lại, giá bán rất là hợp lý. Giá bán chỉ nhỉnh 1 tỷ xíu thôi mọi người ạ. Đó, cho nên là mọi người quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp với lại em nhé. Đây là cái phần phòng vệ sinh sử dụng cho toàn bộ ngôi nhà. Với phần phòng vệ sinh này đây mọi người ơi, với phần phòng vệ sinh này thì đầy đủ hết cho quý vị công năng thiết bị vệ sinh này. Ở đây gồm bồn cầu này, sen cây tắm, lavabo cũng như là đầu chờ bình nóng lạnh. Trong phòng vệ sinh này cũng được chủ nhà lắp cho mình cửa sổ rất là thoáng. Đó, đây là phần ô thoáng này, quý vị có thể chế biến thêm ở đây. Thực ra cái phần tầng 1 này ấy, thì là ở đây là cái phần quý vị có thể để máy giặt rất là thoáng này. Đằng sau là có một cái vườn nữa. Và cái phần tất nhiên là quý vị sẽ hỏi em là phần phơi quần áo ở đâu, thì ở trước đây chỉ có hai nhà sử dụng, quý vị có thể phơi quần áo ở đằng trước nhà. Nói chung là cái công năng sử dụng của nó là tương đối, giá bán hợp lý, vị trí đi lại cũng thuận tiện. Thuận tiện với từng đối tượng khách hàng, thuận tiện với quý vị đi làm có thể ở một chút đầu Hà Đông, đi làm ở địa phận Hoài Đức hoặc đi làm ở Quốc Oai. Không khuyến khích quý vị
ở đây mà đi làm ở tận Hoàng Mai hay Gia Bát nha mọi người, vì nó tương đối là xa. Còn tính từ vị trí ngôi nhà này, quý vị đi làm ở Hà Đông 10 km quay đầu rất là ok, giá bán rẻ hợp lý, sổ đỏ chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Vậy thì quý vị còn chần chờ gì mà không bốc máy lên, gọi điện ngay cho Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 để được đi xem nhà thực tế và mua được căn nhà ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.